em nói về cái gì? Chế độ bảo hành bảo dưỡng của xe á? Ừ, em thích nói động cơ, hộp số, nội thất, ví dụ thế, xong bảo hành bảo dưỡng. Đấy, nói đi. Em chả nói này bao giờ. Từ đây à... cứ nói và anh hãy cắt những đoạn đẹp nhé. À dạ. Thì hiện tại thì mình đang trải nghiệm chiếc Mazda 3 phiên bản hatchback được sản xuất năm 2018. Từ cuối đời 2017 đến 2018 thì nó đã có phiên bản facelift rồi, có phanh tay điện tử và rất là nhiều cái chế độ tiện ích dành cho người sử dụng. Với chiếc Mazda 3 hatchback đời 2018 này thì hiện tại bên mình vẫn đang bảo dưỡng sau khi bán. Là từ chiếc này thì mình miễn phí thay dầu và kiểm tra định kỳ trong vòng 6 tháng. 6 tháng các bạn sử dụng. Ngoài ra bên mình còn có những cái chính sách rất là tốt cho khách hàng, đó là tặng một gói bảo hành bảo dưỡng spa lại xe, toàn bộ lại xe trước khi giao xe cho khách hàng. Gì đấy nhỉ? Chị sẽ nói về hồi em chả biết đâu. À ừ, đấy, một chút. Nói chung là phải nói nhiều cũng bị tử phết đấy. Làm review ai làm MC được đâu. MC học bao năm mà. Ok, bắt đầu nói nhá. Xe được xe được bảo hành động cơ và hộp số 3 tháng hoặc 3.000 km kể từ ngày giao xe theo tiêu chuẩn của hãng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Và bên mình có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa khoảng 300 triệu Việt Nam đồng. Thời gian cho vay tối đa là 6 năm, lãi suất tham khảo là 0,74% trên 1 tháng. Giá bán hiện tại là 585 triệu và bạn nào comment để số điện thoại và mua xe thì bên mình sẽ chiết khấu cho các bạn 5 triệu đồng trên 1 xe. Nếu như mà trong cái video này và trong thời gian 1 tuần. Và với cái giá thành là 585 triệu đồng với chiếc xe phiên bản Mazda 3 1.5 như thế này thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý trong thời gian mà xe hiện tại là trên thị trường xe mới rất là ít và không có nhiều hiện nay, và có những trường hợp mà xe bia kiểm lạc rất là nhiều. Vì vậy mà đây là một sự lựa chọn cực kỳ là chuẩn xác cho các anh các chị nếu như anh chị chọn chiếc xe này. Xe mới đến 90% luôn mà giá thành chỉ bằng 60% so với xe mới. Và chúng ta đã được trải nghiệm chiếc xe này, đi xe rất là êm, mượt mà, không bị ồn, êm ái, ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Đưa gì? Ok. Xong, rồi xuống thì chị sẽ, bạn kia sẽ nói. Ok.